Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng anh, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ít thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được, không nghiền đâu anh nhá, chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hút thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu 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 vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết tới giờ luôn. dạ quê rồi không yêu luôn tới giờ quê luôn cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi đi học thì lo mà học đi con, nhưng đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu, nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hỏi đùng một cái là con có ai chưa, dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ coi được, là giờ đi làm nữa gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp đúng xúc với rồi bạn nữ ít nữa là đâm ra bằng thành như nhựa bây giờ đường. á. Nhựa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không, thấy đàn trai tội nghiệp không, ta thương lo ghê. sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó, còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi, Qua hỏi để qua coi coi làm sao. Chờ chút nha em trai. Đó, mình cứ chân thành để mình trả lời có hay không có mình trả lời luôn Chào cưng. em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình không chính thức và 2 mối tình chính thức. 2 mối tình chính thức là dài không? Dạ 2 mối tình chính thức thì cũng Mời lâu em rồi đó trai cưng. giới thiệu về mình. Dạ con chào chú Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh Nói sống ở nghe Bình cũng Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Đấy. Dạ em làm bên kỹ sư cầu đường đi quanh quanh Bình Dương thôi. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Rung hả Bật. cưng, bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, hai người Wow. hợp vậy ta. Con gái mà Người làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. gái kiến trúc sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ, Em biết đờn. em biết đàn sơ sơ. Có điểm Dạ, yếu gì không? điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hơi quên hả? Bây giờ chị nói em Dạ. nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này, hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á, Quên cho đem nên tiền là theo. Rồi cho ăn nên đồ là ăn của người ta có quên trả tiền không? dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được. Rồi Dạ. ai mượn tiền em có quên không? Mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này, Đi ăn nợ đi rồi đi đi chợ nợ, đi đi đổ chợ xăng nợ nợ, rồi đổ gì xăng đó. nợ. Dạ rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á, là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn, nợ anh Go Việt 15 ngàn vậy đó, xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả, mà có Dạ trả hết không dạ hay trả. là trả hết thôi? Thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không, bạn Dạ em Thành? đang nghe ạ. Mình ưu điểm nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hòa đồng này, vui đồng, năng Vui, động, năng năng động động. em thì rối. Năng động, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng anh, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ít thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được, Là không nghiền lại đâu anh nhá, chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hút thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu 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 vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Tới giờ luôn. Dạ Quê rồi không yêu luôn tới giờ. Quê luôn. Cũng phải Thường quê đâu thiệt anh, chứ. cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi
đi học thì lâu mà học đi con nhá, đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu, nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ coi được, là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp xúc với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Nửa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo em. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó, còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi làm sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời, có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình không chính thức và 2 mối tình chính thức. 2 mối tình chính thức là dài không? Dạ, 2 mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á, thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Trời. Có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy quên đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Vậy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không? Hả? Chắc không đâu anh. Có bắt ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái đó em đề cập tới. Có bắt người ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt quá. Người bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Tốt quá đó, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là như dạ sự yêu bạn bên kia rồi thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Vinzy cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Em không thể nào cai. Nay em trai đi với ai? Thành. Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Lính, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi, nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bình trái thì chưa kiểm chứng, vì nó khi nào nó ở một mình ạ. Rồi em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc là hạ thấy. Đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng nữa. Em gái đâu? Đó, nhìn mình biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Dạ chào chú Quỳnh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm. Mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe. Ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nhờ. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cưng. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm. Bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Trai. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ từ ạ. Sao? Dạ, em xin đờn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi. Được. Nhu cầu hợp lý. Thank you.
phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn, quýu luôn á, bây giờ là đã quýu rồi đó. Ừ, luôn á, mình mở rào đi cưng ơi. Ừ, mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi, xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền, mang quà luôn. Nãy tao mới đàn rồi. Thôi chị, tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi, chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ. Đúng. Bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Thành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia. Và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bạn nữ cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á, thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi mình tặng cái gì nè cô? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Dạ rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí cho các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì... Em. Gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á. Đa tài, đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Trời ơi, từ trong ra ngoài. Hai người mới gặp thả thính gì luôn. Thính gì mà bay mà kêu bằng á. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trong trưởng nam thôi, còn có chị đầu á, chị đầu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bạn lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong coi chảo lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi. Tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ thì... chưa. Em còn muốn hát tặng anh một bài nữa. À hát đi. À đây ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ, bài đó là bài Giận Mà Thương. Bài đó hay á. Quê nhà em luôn. Hay, quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ. Em bước tới, hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi.
đứng kế bên nữ thành sát anh bên cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dần cặn kẽ, bởi thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn ạ. Rồi về để ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm bất liền lúc đó, nào. Thấy chưa, bấm liền luôn rồi xong. Không cần phải đếm nữa. Rồi, rồi, Thành, bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lạnh ngắt luôn này. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy. Nụ hôn đầu đời đó. Đừng khóc. Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa. Được rồi anh. Đầu tiên mà. Nó phải. Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị 1, 2, 3 hôn. Hít sâu vào. Dạ rồi ạ, em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thành nó tự tin lắm á. Cố gắng lên nào, tin em làm được đấy. Cảm ơn.